Cô thân ái chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 trên trang web olm.vn Các con thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài tập đọc Cuộc chạy đua trong rừng Vậy cuộc chạy đua trong rừng có điều gì thú vị và chúng ta rút ra được bài học gì từ trong cuộc chạy đua ấy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài tập đọc ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là phần luyện đọc. Với bài đọc này, các con đọc to và rõ ràng. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Cuộc chạy đua trong rừng Ngày mai, muông thú trong rừng mở cuộc thi chạy để chọn con vật chạy nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp với cái bờm dài được trải chuốt ra dáng nhà vô địch ngựa cha thấy thế bảo con trai à con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng ngựa con không rời bóng mình dưới nước ngúng nguẩy đáp cha yên tâm đi móng của con chắc chắn lắm con nhất định sẽ thắng mà cuộc thi đã đến Sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt, chị em nhà hưu sốt ruột gặm lá, thỏ trắng, thỏ xám, thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác quạ bay đi bay lại giữ trật tự, ngựa con ung dung bước vào vạch xuất phát, tiếng hô bắt đầu vang lên, các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những sải, bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng, chú có cảm giác vương vướng, bỗng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thoảng thốt một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra gài nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại nhìn bạn bè lướt qua mặt ngựa con đỏ hoe mắt ân hận vì không làm theo lời cha dặn ngựa con đã rút ra được bài học quý giá đừng bao giờ chủ quan cho dù đó là việc nhỏ nhất. Một bài đọc rất là ý nghĩa đúng không các con? Mặc dù là chúng ta hơi tiếc cho ngựa con, nhưng mà sau đó thì ngựa con đã rút ra được những bài học quý giá cho mình, đó là điều quan trọng. Chúng ta đã luyện đọc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chú thích. Cô có một số từ ngữ cần con lưu ý như sau, con cùng nhìn lên màn hình. Từ đầu tiên là nguyệt quế nguyệt quế là cây lá mềm có màu sáng như rắt vàng người xưa kết lá nguyệt quế thành vòng để tặng người chiến thắng thứ hai là móng móng là miếng sắt hình vòng cung gắn vào dưới móng chân lừa ngựa để bảo vệ chân thứ ba là đối thủ đối thủ tức là người hoặc đội tranh thắng thua với người đội khác và cuối cùng là vận động viên tức là người thi đấu thể thao con đã ghi nhớ nghĩa của những từ ngữ này chưa nào? Con hãy tương tác với OLM qua một câu hỏi dưới đây nhé! Chúc mừng con, con đã trả lời rất chính xác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào phần bố cục. Cô chia bố cục thành 4 phần như trên màn hình. Phần 1, ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi. Phần 2, lời khuyên của ngựa cha. Phần 3, diễn biến hội thi. Và cuối cùng là phần 4, bài học cho ngựa con. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu chi tiết. Phần 1. Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi. Các con hãy đọc sách giáo khoa và cho cô biết ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào. Đúng rồi, chúc mừng con! ngựa con đã sửa soạn cho cuộc đua không biết chán chú mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo để thấy hình ảnh mình hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp và với cái bờm dài được trải chuốt ra dáng một nhà vô địch các con thấy rằng ngựa con chỉ lo trải chuốt tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình thôi vậy thấy thế thì ngựa cha đã nói điều gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến phần thứ hai Lời khuyên của ngựa cha Con hãy đọc thầm đoạn 2 và cho cô biết ngựa cha khuyên nhủ ngựa con điều gì? Chính xác rồi! Ngựa cha thấy con chỉ mải ngắm vuốt đã khuyên con rằng phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. Nghe cha nói như vậy, ngựa con đã phản ứng như thế nào? À đúng rồi, khi nghe cha khuyên như vậy thì thái độ của ngựa con là ngựa con ngúng nguẩy, đầy tự tin, đáp. Cha yên tâm đi, móng của con chắc lắm, con nhất định sẽ thắng. Ngựa con rất là tự tin đúng không nào? Vậy diễn biến của cuộc đua như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ ba diễn biến của cuộc đua. Con hãy kể lại diễn biến của cuộc đua nhé. Con đã kể rất chính xác, cô chúc mừng con. Chúng ta thấy được rằng vòng 1, vòng 2, ngựa con đều dẫn đầu. Nhưng ngựa con bị gai nhọn đâm vào chân, đau điếng. Và cuối cùng là ngựa con chạy tập tễnh rồi phải dừng lại nhìn các bạn bè lần lượt chạy qua ngựa con đỏ hoe đôi mắt hối hận vì không nghe theo lời cha dặn vậy con hãy cho cô biết vì sao ngựa con không đạt kết quả trong hội thi đúng rồi rất chính xác chúc mừng con ngựa con không đạt kết quả trong hội thi bởi vì ngựa con chuẩn bị cho cuộc thi không chu đáo thay vì sửa soạn cho bộ móng thì ngựa con chỉ lo sửa sang vẻ bề ngoài chính vì thế mà một chiếc gai đã đâm vào móng làm ngựa con phải bỏ dở cuộc thi chúng ta rất tiếc cho ngựa con đúng không nào và sau sự việc ấy thì ngựa con đã rút ra được một bài học cho mình và đó là bài học gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ tư bài học cho ngựa con vậy ngựa con đã rút ra được bài học gì hả các con chính xác rồi sau sự việc đáng tiếc xảy ra trong cuộc thi thì ngựa con đã rút ra được bài học cho mình đó là đừng bao giờ chủ quan cho dù đó là việc nhỏ nhất bởi vì ngựa con đã chủ quan không sửa soạn lại bộ móng của mình không nghe theo lời cha dặn mà chỉ chú trọng sửa sang lại vẻ bề ngoài ngựa con tin chắc chắn rằng mình sẽ thắng cậu chủ quan thế nên là đã bị một chiếc gai đâm vào chân đau điếng khiến mình phải bỏ dở cuộc thi rất là đáng tiếc đúng không các con thế nhưng mà điều quan trọng là sau sự việc ấy ngựa con đã rút ra được bài học quý giá cho mình và chắc chắn là từ đó ngựa con sẽ không bao giờ mắc lại lỗi này nữa đúng không nào chúng ta sẽ vào phần cuối cùng là tổng kết bài đọc này đã nêu ra rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận chu đáo nếu chủ quan coi thường những thứ tưởng chừng là nhỏ nhặt thì sẽ thất bại như bạn ngựa con ở trong bài đúng không các con nhưng mà chúng ta cũng tin chắc chắn rằng sau thất bại ấy, ngựa con sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm ấy nữa và ở những cuộc thi lần sau, ngựa con nhất định sẽ sửa soạn lại bộ móng và nhất định sẽ chiến thắng đúng không nào? Cô mong rằng từ bài học của ngựa con thì các con cũng rút ra được những bài học cho mình để chúng ta không phải nuối tiếc như ngựa con các con nhé và bài đọc của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi cảm ơn tất cả các con hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau nhé